Thế vận hội Olympic Tokyo sắp chính thức khai mạc trong vài ngày nữa, nhưng hàng trăm ngàn người đã đăng nhập trên mạng để xem một lễ hội online diễn ra tại một sân vận động Olympic ảo. Trẻ em khắp nơi trên thế giới được mời gọi gửi về các tác phẩm nghệ thuật để được trình diễn trong sự kiện trực tiếp này. Thoạt đầu ban tổ chức tính mở lễ hội Wasai này tại sân vận động Olympic thực thụ, nhưng kế hoạch bất thành do đại dịch Covid vẫn còn đang hoành hành. Mục tiêu của chúng tôi lần này là mang cả thế giới lại với nhau, dẫu là trên mạng, nhưng quây quần mọi người lại thành một vòng tròn, để cho dù bạn không thực sự hiện diện tại đây, bạn vẫn có cảm giác đoàn kết. Đó là điều chúng tôi muốn đạt được, vì thế vận hội năm nay sẽ không có khán giả tại chỗ. Sự kiện với chủ đề đa dạng này bao gồm các màn biểu diễn của ca sĩ Ayo Yamada và người mẫu Miyu Ashihara. Hơn 2.000 tác phẩm của các trẻ em được gửi về trước lễ hội này, lễ hội do Ủy ban Olympic Tokyo chủ trì.